Trời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hôm nào anh chị em mới chúc bình an cho nhau. Thank you.
tương lai mình có thể đi tu hoặc là qua những cái đường hướng này. Be a priest, you want to be a deacon or consecrated person to God, and we need a young person to take care for the altar service. And you can feel free to let me know. We can train you very easy. Nothing tough, nothing impossible for God. Chúc quý bà và anh chị em tiếp tục một ngày cũng mùng xin đại tràng ơn Chúa. Thiên Chúa rất yêu thương quý bà và anh chị em và con nôi gương Ngài và con như vậy. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Tại đây đã xong, chúc anh chị em lên cùng bình an.